Nhật Cường xin chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Nhật Cường TV. Nhật Cường chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và cũng không quên, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với Nhật Cường trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy nhớ giúp Nhật Cường bằng cách đăng ký subscribe nha. Hôm nay rất là vui nha, rất là hạnh phúc bởi vì mình dự một cái sự kiện tạm đối với mình rất là lớn nhất trong cuộc đời của mình, là 40 năm mới thực hiện được. Đó, 40 năm mới thực hiện được. Và cái án này là đã chuẩn bị một năm rồi, mấy anh em mới tụ tập được. Mà tụ tập đây là gọi là một cái cơ duyên nha, cơ duyên. Tại vì nhiều người ở xa, nhiều người ở trong nước, nhiều người nước ngoài, cho nên gặp gỡ 40 năm phải là khó khăn lắm. Nhiều tâm sự đó, như mấy em bây giờ được rồi đó. Hả? Bây giờ được rồi đó. Mình rồi đổi vé đó. Mấy bạn đầy đủ rồi, có những người mình nhận ra và những người không ra. Ví dụ như bạn này mình nhận không ra nè. Đó, bạn Sơn nè. Mình cứ tưởng bạn Sơn là chồng của ai trong lớp mình. Bạn xã cái giờ tóc nó bạc quá. Bây giờ nhìn lại thấy ai cũng trẻ hết, vui ghê luôn. Trẻ quá, trời trẻ luôn. Giống như hồi thời nhìn lại U60 mà nhìn lại như thời 18 đẹp không? Bạn Cường trẻ nhất. Vừa giàu sức khỏe cùng với gia đình luôn hạnh phúc viên mãn. Xin gửi tới tất cả các bạn những cùng khách cả dâu rể của lớp lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình của mình đạt sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và thật nhiều ý nghĩa. Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt gắn bó. Kính thưa các kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn. Kể từ ngày chúng học ta lớp 40 năm rồi sang mãi trường 40 năm. Đứng xung quanh thầy cô để chụp hình làm kỷ niệm tặng hoa thầy cô. Rồi đó chụp trước đi, bên này chụp sau. Những gì thầy cô dạy rất là đáng quý đối với tụi con tất cả luôn, và chúng con rất là cảm ơn các thầy cô hôm nay. Các thầy cô không bạn Ali, bạn Hương khóc, nói chung là tuổi cũng rất là lớn rồi, nhưng khi gặp lại các thầy cô thì cảm thấy như là chúng con vẫn còn là những nói ba Hương nữa được tròn ngây ngô ngày xưa, và tụi con rất là xúc động khi hát bài Bụi Phấn, nhớ lại những hình ảnh các thầy cô thời tớ con nước mắt hết rồi rất nhiều, và xin kính chúc các thầy cô sức khỏe và các bạn cả luôn vui vẻ. Xin cảm ơn lời chia sẻ của bạn Bảo Hương, rất là xúc động đúng không ạ? Xin mời bạn Ngàn nha. Khóc hết rồi, khóc hết rồi. Hay quá, bà Mỹ Hằng khóc ở chùa nước mắt xong. Sao? Mấy bà này cũng khóc hết chùa nước mắt xong. Kính thưa các thầy cô, ghê quá. Các bạn trong lớp. Sáng hôm nay thì lớp tổ chức như thế này, một trong những cái sự kiện lớp tôi với trong cuộc đời là phó giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa. Nhưng mà vì lý do sáng nay có cuộc họp ban tỉnh cho nên em tới trễ một chút, và đi cùng với em có bà xã em tên là Sen. Tên là Sen. Thế thì thực ra câu chuyện của trường Hồ Văn Thụ đối với em cũng rất là sâu sắc cũng như các bạn.
Tuy nhiên là chắc là cũng có những kỷ niệm rất là đặc biệt. Em học trường Hồng Văn Thụ. Thứ nhất một lần đá banh thì tía bị gãy tay. Lần thứ hai đồng chí em Sơn á, chở ông đi xe đạp xuống đèo thì tía ông Phát nữa, gần gãy cái chân. Mà cái đó là đã rơi vào cái ngày mùa thi. Cho nên phải nói là tất cả các thầy cô trong trường đối với em là rất là sâu sắc trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên cũng xin phép các thầy cô có một người cô rất là sâu sắc đối với cuộc đời em. Là khi em bị gãy cái chân thì em ở trọ nhà cô Thọ. Cái đó là cái tình cảm mà nói là không bao giờ quên được. Cái tình cảm của người cô, người thầy dành cho mình. Vì vậy hôm nay nhân cái buổi kỷ niệm 40 năm ra trường, lớp cũng đã có một cái sự chuẩn bị, thì có sự tôn vinh các thầy cô và sự có mặt của thầy cô, đó là một niềm vinh dự rất là lớn đối với các em, như một người cha, một người mẹ, một người thầy, một người cô đã dìu dắt, giúp đỡ ngàn là thuộc lời hay trưởng thành những ngày hôm nay. Học trước rồi, các bạn học trước rồi. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một con đường. Ngàn thuộc lòng hay giờ giờ nó cảm ơn thôi chứ. Thì cũng xin thay mặt và cũng đồng hành cùng với các bạn trong lớp một lần nữa xin trân trọng cái tình cảm, cái sự yêu thương, sự dạy dỗ đùm bọc của các thầy các cô đối với chúng em, mà mãi mãi là câu chuyện là không bao giờ quên. Vì vậy là em sẽ hát bài Bụi Phong. Có gài hồi vậy nó lân hát được bài. Lúc mà chia tay các thầy cô ngồi xuống thang cho thầy cô về nghỉ ngơi, sau đó lớp tiếp tục hát cho vui. Cái âm nhạc và một cái âm nhạc mà những tập với tầm nhớ số cảm xúc. Sau khi đưa các thầy cô về nhà, vậy là lúc anh em chúng tôi ngồi lại nhau để nhắc lại những kỷ niệm và vui chơi cùng nhau. Sẽ nhiều kỷ niệm đây. Tôi cười khúc khích, mặt đen tròn, ôi thương quá đi thôi. Nhờ cái gì mới nghe rõ từng chữ á. Dạ. Thằng ở đọc thơ về cái cảnh bạn bè ngồi yêu cho bạn bút mà ăn liên tục. Thấy chưa? Bạn không có yêu là gì? Bây giờ cậu còn yêu chạy xuống hồn quá luôn. Nãy giờ cậu còn chạy xuống hồn. Bà nào giỏ giỏ bà nào bà nào bà nào thằng Thành đọc mà bà nào ăn bà mốt ăn bà mốt ăn vậy là chứng tỏ bà mốt đâu có yêu Thành đâu. Đúng rồi. Đố lớp mình ai mà dám yêu Thành. Vậy là Thành yêu vợ thôi vợ. Ê, Thành quên rồi quên quên. Thành yêu mốt mà mốt yêu Thành. Mày cứ nghĩ là con mốt mà nó không thèm nhìn Thành ăn sữa chua nó ăn hết rồi. Thấy không? Thủy là thơ Thủy. Tặng cho vợ. Thủy thằng làm sao? Thủy làm sao? Bài thơ của tôi vòng ư không á, anh nhớ hỏi không, tôi năm lớp 12 giờ hậu đã ra bài thơ và bây giờ cái từ nó sạch rồi đó. Sau đây bạn Công Hậu sắp tới rồi đấy, xa mái trường, xa thầy xa bạn,
lúc thân thương, để cho hoàng hậu hoài mộng tưởng, chuông vàng là tả dưới hàng xương. Lắm lúc mãi mê đi đến trường, thấy lòng chứa nặng khối tình thương. Công cha nghĩa mẹ đã nuôi dưỡng, hôn lớn cho tôi bước đến trường. Công cha như núi cao muôn trường, nghĩa mẹ biển trời Thái Bình Dương. Ước thầy cô mười mấy năm trường, để làm trong tôi tình vấn vương. Ôi nhé! Đó là cho bà hậu chàng pháp thầy hay quá. Dạ, kính thưa quý vị, mẫu năm có bốn kỳ lại hậu lớn nhất, đấy là hậu kỳ nhân đã qua, tiếp tới hậu kỳ đà vừa hết, thế là tới hậu kỳ nhân. Hay hậu kỳ nhân vừa xong, bây giờ tới với hậu kỳ cục. Vỗ tay đi, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay. MC mà mong người ta vỗ tay mà. Tiếp tục. Dạ, kính thưa quý vị, mẫu lần tới kỳ đại hậu vậy là ban tổ chức đường cử một người để sắp xếp chương trình, trước là đỡ cuối phần cầu an khá tánh, sau đến phần gian ngựa giúp vui. Đời ơi dân làm việc yên ổn, làm em thì lo mùa màng sắp tới. Dạ, cái thưa quý vị, năm nay nhờ là ông hậu tôi được ban tổ chức lưu ý tới giao tôi đảm trách cái phần giảng ngữ giúp vui. Bởi vậy không ngại đường xa xa xôi khó nhập, lãng lỡ tận Phi Châu trở về Hồng Kông rồi bà luôn ma rất cuối cùng. Đặt xích lưu máy lên tận Buôn Ma Thuột, rước cho được đoàn cá kịch Bông Lan. Đoàn này có một cặp đào kép sông Tàn, có một làng ở Ái Quán, một giọng ca triều nhiễm lạnh lùng, khiến cho người nghe phải rùng mình rửng cái. Đấy là kép Hoàng Lui và cô đào Mang Sớm. Vỗ tay. Vỗ tay. Kép này trước khi đồng Bông Lan, như Bông Lan bị dân bão giữa đàn có đầu uống sang đồng Bông Lúa. Nhưng Bông Lúa chẳng may cũng bị ngập lụt trâu lương, có đầu uống sang đồng Bông Bụt. Nhưng nên do miền Trung cũng làm bông bột héo tàn, nên đành trở về an phận với Bông Lan, sống nơi đất đó rừng quen để chờ lọc bài ca khác nữa. Bây giờ mày hát thì để tao hát. Từ từ đi. Từ từ đang dần. Thằng võ đâu á, tôn trọng. Bởi vì ra xin lỗi, phải tôn trọng cho cuộc chơi. Mày phải tôn trọng. Ở đây có khán giả, ta cười mà. Ta cười mà, ta cười. Ta cười rồi tiếp tục đi, thân thân chết phận để cho công hậu độc tấu. Thưa quý vị, sau đây Minh Đồng và hậu xin hát bài Cách Thân Một dân ca Phú Yên điều và rồi lỗ tai. Em ơi chứ bây giờ em ở kia nơi đau đớn cho anh, trong chút nữa trong đầu đợi cánh kia cho đau nè. Quen phố đời em ẩu chưa chú đã lắm luôn, nước mắt em ơi hồn tưởng đứng em. Chứ bây giờ em không có khi không bị lấy chồng nhiều, cần cố em nó từ hàng. Có người cười, có người cười, bạn, ấy, khán giả có bạn, bạn nghe cười nè, bạn lên, bạn, ở Lý Hương cười kìa, đó, cười quá trời luôn. Anh dưới mái em nuôi này, hầu ngày em đang đứng đón đầu anh đi may hay đứa mừng chung sống con biển ngày đầu mai sau chứ hầu nào anh rất thấp mà em hay lâu ư bây giờ em đỡ lại nấu xào miệng cho ra hầu nào cây chưa chứ cũng cái lần ba tay căng tôi cũng cái lần bốn đứa đến cả cũng cái lần năm. Huyết áp lên đó tuột xuống đi, quý áp lên lẹ vậy, ủa đâu lần lên là nó ọe hả, quý áp lên là ọe quá. Em ơi anh mày nhờ quê cái chầu cứ rùng rưng dồn lỡ sầu dồn lỡ tan nước tình mình đã tuôn ra. Anh mày nhờ như con cốt lớn như tàu mang nó đến đâu đâu nè, phản vừa chú ca ông là buồn. Cho chàng bóng tay công hậu đi. Tôi rất thích bài này, thích nhất cái chỗ thích chạy.
thích chứ cái chỗ ò e chứ chơi mà không có nhạc. Một người nghệ sĩ mà chơi mà không có nhạc mà tự xử mình cái đừng có ò vậy là biết là nỗi khổ cỡ nào. Nếu mà quay hết cái clip này á, chắc cũng phải là tiếng 2 tiếng. Cảm ơn cái xúc tích những chia sẻ. Mời quý vị hãy đăng ký subscribe giúp Nhật Cường nha. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ đồng hành của quý vị trong suốt thời gian qua. Xin chân thành và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV. Chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.